Vâng, xin chào. Hôm nay tôi lại quay sản phẩm để test cho khách hàng trước khi gửi. Bởi vì những cái sản phẩm trước khi gửi này tôi cũng muốn cẩn thận cho khách xem và khách yên tâm sản phẩm mình nhận được nó như thế nào. Trước mắt các bác là một mẫu lọc của Lotte, hàng cao cấp đấy. Mặt gương, hai hồi gỗ. Lọc này có mã là LG 7500. Lọc này thì khách hàng ở huyện Đắk Rấp, tỉnh Đắk Nông, họ mua hàng của tôi, họ đã đặt tiền thì tôi quay sản phẩm. Và phía tiếp theo là một đôi loa karaoke của Anh Quốc, Wafferdep 3190. Đôi loa này giá 6,5 triệu. Khách hàng ở Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương mua. Đó là đều hai khách hàng ở trong miền Nam, miền Trung. Lọc này là mang cái mua tôi giá 4,5 triệu đồng ở Đắk Lấp, Đắk Nông. Còn kia là ở Lái Thiêu, Thuận An. Tôi test lại sản phẩm. Đây là các chế độ M1, M2, M3, M4 để lưu. Ở đây là nút Memory. Khi mình ấn vào một cái nút M1, M2 nào đấy, mình muốn thay đổi nó đi, thì mình sẽ thay đổi xong rồi ấn Memory, xong ấn lại nút đấy một lần nữa là nó sẽ lưu được. Còn đây là nút Up và Down để chỉnh cái tần số của bát tép. Đây tép thì nó ở cái tần số 16 này, 16.000, 6.3.000, 2.5.000. Mid là 1K này. Còn bát là 400, 160, 63. Thì tương ứng phía dưới là nó có cái nút bấm tương tự. Đây giả sử tôi đang bấm 1 này, nó là âm mid. Còn ấn 16 thì nó nhấp nháy ở đâu là âm tép ở đấy. 16K nhá, 16.000 này. Cái này nó làm ngược những cái khác này. Nó phía đằng này, nó nhấp nháy đằng này. Bên này thì nó ngược này, nhưng bên này nó sẽ thuận hơn này. Các bạn này, nhìn tôi ấn 16 thì bên này nhấp nháy phía bên ngoài này. Là tép. Thì mình lên xuống ở đây thôi. Đấy, lên xuống các bác nhìn nó vạch nó đi xuống này. Lên này, đấy tôi đẩy tép nó lên này. Còn đây là đường thay đổi up down này, là up down để chỉnh cái độ nháy của đèn. Giả sử ấn down up lên thì là cái đèn nó sẽ đấy, nó nháy cao hết lên này. Thì tôi cho nháy thấp xuống thì tôi ấn vào chữ down. Và tiếp theo đây là equal on và equal off, nghĩa là có lọc và không có lọc. Đây, đấy nó hiện chữ equal on này các bạn này. Quan trọng là equal on này, memory này, là nút nhớ. Và đây là các cái đường vào âm thanh. Đây tôi đang cắm ở đường line thì để sáng ở line. Còn sáng ở tape, mình không cắm tape thì không bấm vào tape. Vì bấm vào tape nó không ra tiếng, mình bấm vào line. Đây là các cái cần gạt tần số. 16K là chỉnh âm tép. Nếu mình dí ở đâu là nó nhấp nháy ở đấy nha. Đây này, bên này nhấp nháy phía góc bên trái, nhưng bên này nhấp nháy bên phải nó thuận hơn này. Đây là cái chế độ 1, 2, 3, 4 tôi đã lưu sẵn cho khách sẵn dùng. Bố lọc về hàng cao cấp đấy. Mặt gương phay cực kỳ sang trọng luôn. 4,5 triệu, một đôi loa là giá là 6,5 triệu. Loa karaoke. Đôi loa này thì tôi đã lấy về cực kỳ nhiều. Hôm qua lấy về 8 đôi thì hôm nay khách đã bê 4 đôi rồi. Đây là hàng nó về tiếp hôm nay. Đấy tôi chưa bóc ra thôi, bởi vì hàng nó nhiều quá tôi chưa bóc ra. Các bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ và đến xem hàng hoặc đặt tiền tôi bán cho thôi. Rất cảm ơn các bác. Loa này thì nó gồm 2 bát và 2 tép ở một loa. Mặt tiền thì gồm một loa bát, một loa tép. Bát 20 các bác nha, gân là gân cao su. Gân này cực kỳ tốt nha, gân này chưa phải hỏng bởi vì nó sản xuất chưa quá lâu. Nên gân này vẫn còn độ đàn hồi, không có chuyện bị bùng nát. Bát bên hông này, bát tép bên hông, lỗ thùng hơi. Đây quay thông số kỹ thuật các bác xem này. Đây 4 ohm 350W 3190. Rất nhiều loa nhá, lấy về đâu hết đến đấy. Mỗi ngày tôi bán 3-4 đôi vì nhu cầu các bác rất lớn luôn. Đây là cái lỗ nó chờ sẵn để các bác nếu mà bắt vít có cái xoay vào đây thì treo lên được. Đây nó là các cái lỗ sẵn này. Đây là thông số của cái lọc này. Lotte 7500. Điện 2 cầu điện. Đây là đang cắm trực tiếp điện 220 nhá. Những con đường mùa trăng ấy
vào tín hiệu thì vào input, còn xuất xuống âm ly là output. Output là ra. Đành quên sao em ánh trăng rằm mình. Rất mong là các bác khách hàng, một bác ở Đắk Lắk, Đắk Nông xem được cái lọc này, và một khách hàng ở Lai Thiêu, Thuận An, Bình Dương xem được đôi loa này để yên tâm về sản phẩm trước khi tôi gửi. Những đôi loa này thì nó có e căng ở cái loa bát mặt trước rồi này, nhưng mà lúc nào tôi đóng hàng thì tôi mới cho vào, bởi vì đóng vào thì các bác không cảm nhận được khi tôi quay video, nên tôi muốn mở luôn ra các bác dễ cảm nhận. Rất chân thành cảm ơn các bác ở xa thì đã tin tưởng và ủng hộ cửa hàng, gần như ngày nào cũng có khách ở xa mua hàng. Tôi xin nhắc lại, đôi loa giá 6,5 triệu, còn đôi cái lọc nhạc Hàn Quốc cao cấp này còn của LG thì giá là 4,5 triệu đồng. Quên sao đành và quên sao đành ngày thơ tuyệt vời, sao đành quên tình xưa cũ bao giờ. Các bác ở xa mua hàng thì đặt cọc tôi 1-2 triệu tùy theo sản phẩm. Đôi loa thì đặt cọc tôi 2 triệu, còn lọc này thì đặt cọc 1 triệu cũng được. Thì tôi sẽ gửi hàng qua dịch vụ Viettel. Tiền phí vận chuyển là khách phải chịu, bởi vì mình không đến được tận nơi thì người ta mang dịch vụ đến thì mình phải thanh toán phí dịch vụ thôi. Và tôi chỉ hỗ trợ đóng hàng, vì đóng hàng những cái này phải thùng xốp rất cẩn thận luôn. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại.